Và ngày hôm nay là một bài tuyệt vời. Và để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng, thầy sẽ trả lời câu hỏi đó là chứng minh nó như thế nào. Làm thế nào để chứng minh được đường thẳng song song với mặt phẳng? Đẳng cấp của một tư duy. Khi nào thì đường song song với mặt? Đầu tiên tớ trả lời câu hỏi đó là khi nào? Khi nào? Thầy có một đường A song song với đường B. Đường B nằm trên mặt phẳng P. Từ đây để suy ra A song song với P. Ở đây mình thấy được rằng để chứng minh đường song song với mặt và chứng minh đường thẳng song song với đường thẳng. Bài toán đường song song với mặt được thầy cụ thể hóa thành bài đường song song với đường. Và thực ra nó chỉ mất một dòng. Ở đây thầy có một cái hình ảnh nho nhỏ liên quan tới đường song song với mặt. Thầy có một mặt phẳng P. Thầy có một đường thẳng A. Làm thế nào để chứng minh A song song với P? Và ra thật đơn giản. Bạn hãy chứng minh A song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Nếu bạn song song với một đường nằm trong mặt phẳng P, thì bạn song song với mặt phẳng đó. Hết lý thuyết. Hết bài. Chào mừng em đến với buổi livestream ngày hôm nay của thầy. Và lớp mình là lớp đầu tiên học bài này. Chúng ta đi vào ví dụ thôi. Bài ngày hôm nay hết rồi. Hóa ra để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng, bạn hãy chứng minh đường thẳng đó song song với một đường nằm trên mặt phẳng P. Có khó lắm không thầy? Không. Thậm chí cực dễ. Ở đây thầy có một vài thứ nhỏ nhỏ như thế này. Vấn đề 2. Vấn đề 02 của chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta trả lời câu hỏi đó là chứng minh một đường song song với một mặt phẳng. Mà để chứng minh một đường song song với một mặt phẳng, phương pháp ở đây đó là sự cảm nhận. Vào bài bạn cảm nhận cách thầy làm, cách thầy nói, em sẽ thấy được rằng không phải tự nhiên phần 1 La Mã thầy đặt tên nó là đẳng cấp của một tư duy. Action, chúng mình đi vào ví dụ đầu tiên. Hết ví dụ 1. Cô em có 1 phút để chép. Bởi vì thầy vừa nghe thấy tiếng tinh tinh, dường như cũng có bạn mới vào thôi. Ok, em chép thật nhanh trước khi mình đi vào bài nào. Chép thật nhanh giúp thầy. Nha. Đợi các bạn chép một chút, sau đó chúng ta sẽ đi vào bài. Ok, chuyển. Chúng mình chuyển sang ví dụ tiếp theo. Action, để xem câu chuyện ngày hôm nay nó có điều gì đặc biệt. Ok, chuyển. Ây giời ơi. Ví dụ số 1. Em sẽ bất ngờ với những gì sắp diễn ra ngày hôm nay. Ví dụ 1. Lý thuyết chỉ có mỗi vậy thôi à thầy? Mỗi vậy thôi. Nó kéo dài từ giờ cho đến lúc thi, nó đều là như thế. Ví dụ đầu tiên. Cho hình chóp S, A, B, C. Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và tam giác SBC. Chứng minh rằng G1, G2 song song với mặt phẳng SAC. Chứng minh rằng G1, G2 song song với mặt phẳng SAC. Đầu tiên em tiến hành vẽ một hình thật đẹp để nghe cái tư duy của tớ. Bài hôm nay cực cài, ít nhất là đối với lớp A. Có lẽ hôm nay thầy sẽ giới thiệu hình lập phương.
Chứ nếu chỉ là những hình mà thầy dạy thôi, có thể hình nó sẽ hơi dễ một chút. 2, 4, 6, 8, lệch sang bên phải 1 cm. Nên vẽ bản update. Bản thường được không thầy? Được. Ít nhất là mọi tam giác vẽ giống nhau. S, A, B, C. Ở đây chúng ta có cái cách nghĩ. Thầy nghĩ gì? G1 là trọng tâm của tam giác SAB. G2 là trọng tâm của tam giác SBC. Hai tam giác này có cạnh chung là SB. Từ cái cạnh chung, chúng ta lấy trung điểm của SB, thì em đã tạo ra một sự khác biệt cực lớn. Thầy lấy một điểm chung. Thực ra nó chính là trung điểm của cạnh chung. Khi em lấy trung điểm của SB thì thực ra nó đã thể hiện một cái đẳng cấp hoàn toàn khác. Thầy ơi, cái này hôm trước thầy dạy rồi ạ. Ừ, thầy được nhắc lại nhé. Khi mà em kẻ được hai cái đường trung tuyến trùng nhau tại điểm Y thì thực sự cái hình của em là một đẳng cấp khác. Chia làm 3 phần, chúng ta có trọng tâm. Chia làm 3 phần có trọng tâm. Đặt thước kẻ ở đây, chúng ta tạo ra đường song song trước. Ở đây là G1, ở đây là G2. Thêm dấu chấm nữa để thể hiện một cái đẳng cấp mới. Bài ngày hôm nay thầy giảng cái gì? Thầy ơi, bài ngày hôm nay thầy giảng cái gì? Bài ngày hôm nay thầy chả giảng cái gì cả. Thầy chẳng giảng cái gì hết. Ở đây đầu bài có một câu, đó là chứng minh rằng G1, G2 song song với SAC. Thầy có một suy nghĩ siêu trẻ con. Tam giác SAC thì có SA, AC và SC. Song song là được bảo toàn. Để chứng minh đường song song với mặt, hãy chứng minh đường đó song song với một đường thuộc mặt phẳng. Cánh tay muốn song song với mặt bàn thì cánh tay phải song song với một cái thước kẻ nằm trên mặt bàn. G1, G2 muốn song song với SAC thì phải song song với một đường nằm trên SAC. Cách ngây thơ nhất đó là dùng thước kẻ. Hai đường song song thì đặt thước kẻ nó phải song song nhau. Khi em đặt thước kẻ, em phát hiện ra G1, G2 không song song với SA. Khi đặt thước kẻ, em phát hiện ra G1, G2 không song song với SC. Vào phòng thi, phương pháp này nó sẽ tạo ra sự khác biệt. Khi đặt thước kẻ, em phát hiện ra G1, G2 song song với AC. Và nếu em chứng minh được G1, G2 song song với AC, em đã có bài ngày hôm nay rồi. Thầy ơi, em thấy nó quen quen. Sao giống bài một buổi trước thế? Đừng nói từ giống em ơi. Nó là bài một buổi trước. Trong một khoảnh khắc, bạn thấy một tư duy, quan hệ nhân quả. Do G1, không được dùng cái từ này vội, gọi Y là trung điểm của SB. Do G1 là trọng tâm của tam giác SAB. Do G1 là trọng tâm của tam giác SAB nên ta có Y G1 chia IA bằng Y unknown bằng 1/3. Do G1 là trọng tâm của tam giác SAB
nên y g một chia y a bằng 1/3. Dấu chấm tạo lên sự khác biệt. Do g hai là trọng tâm của tam giác SBC nên ta có y g hai chia IC bằng 1/3. Oh my gosh. Áp dụng định lý Thales cho tam giác IAC. Áp dụng định lý Thales cho tam giác IAC, ta có IG1 chia IA bằng IG2 chia IC bằng 1/3. Thales nói với thầy rằng nếu tỷ lệ mà bằng nhau thì dấu tiếp theo phải là dấu tương đương. Nếu tỷ lệ bằng nhau thì tương đương. Đó là G1, G2 song song với AC. Trong tam giác IAC thì IG1 chia IA bằng IG2 trên IC. Thầy ơi, thầy đang dạy bài buổi trước đấy à? Đâu? Thầy đã dẫn trình bày hết đâu? Thầy còn một dòng đây này. AC. AC nằm trên mặt phẳng SAC. À đủ. AC nằm trên mặt phẳng SAC. Thì sao? Thì G1, G2 song song với SAC. Cả buổi tôi dạy đúng một dòng mới. Để chứng minh đường song song với mặt, hãy chứng minh nó song song với một đường thuộc mặt phẳng đó. Làm sao tìm được đường đó? Lấy thước kẻ đo. Song song được bảo toàn ở trong hình. Và khi em dùng thước kẻ, em sẽ phát hiện ra được cạnh cần tìm. Tỉ mỉ đến từng cm. Hết bài. Trời ơi, phải chưa? Để dạy được bài ngày hôm nay một dòng mới, thầy mất 10 năm. Để có một tư duy học hình không gian, thầy nói tư duy nhé. Thầy không nói đến cái việc nó là ví dụ một, ví dụ hai hay là vài bài. Để có một tư duy từ ngày đầu cho đến ngày thi đại học, không bao giờ thay đổi. Thầy mất 10 năm. 10 năm để đi tìm một tư duy. Còn về mặt kiến thức và về mặt chuyên môn thì nói thật, cứ tìm một người để học thì kiểu gì cũng ok thôi. Khó nhất là một cái tư duy. Hết bài. Học rất nhẹ nhưng cực kỳ hiệu quả. Xin phép được giảng bài số 2 bởi thầy cảm nhận rằng bài số 2 mới là bài cực kỳ hay. Action. Cho thầy hỏi, lớp mình ai hiểu bài không? Ai hiểu ví dụ 1 thì gõ phím 1 để điểm danh cho thầy biết đi. Ai hiểu bài 1 thì gõ phím 1 điểm danh cho thầy biết đi. Bởi em hiểu bài 1 ngay từ khi thầy cho thì chứng tỏ là bài tập về nhà em làm rất là tốt. Bởi vì bài tập về nhà đường đường em làm tốt rồi. Thế là tự nhiên khi mà thầy giảng đường mặt, em cảm giác nó, ô thầy ơi, làm gì? Em có cảm giác chứ, như kiểu ấy, là em không hề học bài nào mới. Rõ ràng hôm nay là bài mới, kiến thức mới, nội dung mới. Nhưng em nói thật với thầy là em không có cảm giác là đang học bài mới. Như bài cũ ấy. Đấy, có một dòng mới. Chỉ một dòng thôi, giải quyết hết vấn đề. Đường song song với mặt. Mà thầy nói luôn cho cả lớp, trong sách giáo khoa bài đường song song với đường là bài 2. Bài 3 là đường song song với mặt. Sách viết mất hàng mấy mặt, bao nhiêu định lý. Ông Nam dạy một dòng
nói hơi quá nửa dòng. Ví dụ số 2. Thầy đặt một La Mã là gì biết không? Đẳng cấp của một tư duy. Ví dụ 2. Đây là một bài hay. Đây là một bài hay. Hôm qua thầy đi quay bài thì thầy quay đúng cái bài này. Và thực sự là trong phòng quay, cái anh quay phim cũng phục thầy sát đất. Anh quay phim bảo rằng là thầy đi quay một năm, có nghĩa là thực ra là quay từ năm ngoái đến bây giờ, thì bạn ấy quay phim cho rất nhiều thầy, thì bạn ấy chỉ thấy là duy nhất thầy Nam đi quay là không cầm gì, không có tài liệu để đọc, không có gì hết. Mà em hiểu cái cảm giác đi quay không? Đi quay video ấy, đó là thầy đứng, thầy ra bài, thầy giảng, không cần một cái gì cả. Thì thằng quay phim nó có bảo rằng em chỉ thấy là phục mỗi thầy Nam là đi quay là không cầm gì cả. Đấy. Thực ra cái việc đi quay ở phòng quay quá bình thường. Bởi vì năm ngoái thầy có cơ hội được đài truyền hình mời cơ. Thầy quay 4 bài hình lớp 12 cơ. Thì cái thằng quay phim, thực ra là cả bạn dựng chương trình nữa, thì bạn ấy cũng có một câu trả hỏi y hệt như thế. Thầy có tài liệu em chiếu lên cho xem không? Thì bạn ấy cũng rất là phục bà rằng là chỉ có mỗi thầy là khi lên truyền hình quay mà cũng chả mang theo cái gì. Không bao giờ xài, không bao giờ phải quay lại. Thế cho nhanh. Ảo vai. Hay. Cho. S, A, B, C, D. Có. A, B, C, D là hình bình hành. Gọn. M, N. Ở đây thầy muốn cho một bài cái góc nhìn nó đẹp một chút. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và CD. Chứng minh rằng MN song song với SAD. Đây là một bài tiêu biểu cho cái chuyên đề này. Còn tại sao nó là một bài tiêu biểu thì thôi không phải nói gì nhiều. Chúng ta xem cái hình vẽ sau đây. Mà đấy là hình bình hành thì thầy nói thật. Xin đừng để thầy phải nhắc. Thề luôn. Đấy, sống đủ lâu với nhau, đủ hiểu nhau. Đừng vẽ hình xấu. Sau này đến lúc mà cô giáo dạy đến hình không gian, xin đừng để ai đó nói rằng hình của em xấu. Đi đâu phải nhớ em là học trò của thầy Nam. Cái gì cũng có thể xấu, trừ hình. 1, 2, 3, 4, lịch sang bên trái. S, nối vào. Ok, bài này mà cho thầy vẽ hình trên bảng. Mấy hôm thầy gửi ảnh cho em khi thầy quay đây. Ui, vẽ hình khiếp luôn. Rồi, A, B, C, D. Trung điểm. Trung điểm của SB 2, 4. Bởi vì thầy vẽ 8 ô mà. 2, 4. Ok, điểm N. Chứng minh rằng MN song song với SAD. Ôi dồi ôi cái hình. Ôi dồi ôi cái hình. Ở đây thì xin phép được nói về cách mà thầy nghĩ cái bài này. Chứng minh rằng MN song song với SAD. Cái tam giác SAD có mấy cạnh? 3 cạnh. SA, AD và SD. Thầy bắt đầu chơi cái trò này, thầy đặt thước kẻ. MN song song SA, đặt thước kẻ đi. Không. MN song song AD không? Hỏi thật. Không.
MN song song SD. Và đôi khi vào bài mình ép nó song song, mình cố làm nó song song. Thực ra không. Thầy ơi, gì? Em chả tìm được đường nào song song cả. Đây là một bài tiêu biểu trong bài đường song song với mặt. Người ta không cho sẵn. Người ta không cho sẵn. Vậy thì mình làm như thế nào? À, rồi. Nếu như các cạnh của tam giác mà không thỏa mãn, thì chúng ta tìm các đường trung tuyến. Thầy nói lại, nếu các cạnh trong tam giác mà không thỏa mãn, thì em tìm các đường trung tuyến. Bài địa sàm đánh đố không nói, nhưng câu nói vừa rồi là phủ kín chương trình. Tam giác có mấy đường trung tuyến? 3 đường. Trung tuyến là đường đi qua trung điểm và một đỉnh. Đường trung tuyến nối từ đỉnh S không thể song song với MN. Đường trung tuyến nối từ đỉnh A không thể song song với MN. Và khi em đặt cước kẻ, đường trung tuyến nối từ đỉnh D, đó chính là đường em tìm. Mà đừng bao giờ nghĩ cái bài 2 này nó dễ. Hãy tưởng tượng tiết học này chưa diễn ra, em đọc bài 2 em tiếc luôn. Kể cả em đọc định lý, đọc hết lý thuyết sách giáo khoa. Người ta ăn nhau ở suy nghĩ, học mà như không học. Thầy gọi O là trung điểm của SA. Và lúc đó DO thực ra nó là đường trung tuyến. Và lợi thế ở đây chỉ là lợi thế về cách vẽ hình. Vậy thì để chứng minh MN song song với SA, thì chứng minh MN song song với DO. Nếu MN song song với DO, mọi chuyện đã xong. Hai đường này mình có cảm giác bằng nhau. Mà đúng là nó bằng nhau thật. Đường ngắn, đường dài vuốt vào trong một tam giác. Talet ra đáp án. Hai đường bằng nhau. Hai đường bằng nhau ném vào trong một tứ giác và chứng minh nó là hình bình hành. Tư duy đột phá và chi tiết đến từng cm. Khó nhất là tư duy, không phải lời giải. Do MO là đường trung bình của tam giác SAB, cẩn thận nhất phải có một dấu nữa là gọi O là trung điểm của SA. Cái gì đầu bài không cho mà em dùng thì em gọi và giả sử. Do MO là đường trung bình nên ta có. Ta có ở đây là OM song song và bằng 1/2 AB. Để gọi nó là điều 1. Do ABCD là hình bình hành. Hình bình hành thì hai cạnh song song và bằng nhau. Mà N là trung điểm của CD. Cộng tính chất trung điểm mà đáy là hình bình hành, ta có DN song song và bằng 1/2 AB. Uầy. Nếu ví dụ 1 mang linh hồn của bài 2 mà nó là bài 1 của buổi trước, thì bài 2 chính là bài 2 của buổi đầu tiên. Nó là câu ở buổi đầu tiên luôn. Thầy nâng cấp nó ở câu hỏi. Hết bài. Vậy thì ở đây thầy thấy được rằng là từ 1 và 2 chúng ta suy ra đó là DN song song với OM. DN
bằng với OM. Mà nếu ta có điều này thì suy ra tứ giác OMND là hình bình hành. Nếu tứ giác này là hình bình hành thì ta có điều gì? Tứ giác này là hình bình hành, ta có điều gì? À, nếu tứ giác này là hình bình hành, ta có MN song song với DO. Nếu tứ giác này là hình bình hành thì MN song song với DO. Vãi thầy. Bạn có thể mở ví dụ 2 của buổi đầu tiên để xem có phải nó y hệt bài này không? Thế hôm nay thầy dạy cái gì? Thầy dạy cái gì? À, thầy dạy đúng một dòng đẳng cấp của một tư duy. Ở đây tớ có DO nằm trên mặt phẳng SAD. Vậy thì bạn suy ra MN song song với SAD. SAD. Perfect. Hết bài. Bịa hộ. Tôi cái đề cái. Hết. Em chép thật nhanh để thầy dạy một loại hình mới. Thầy muốn dạy em hình lập phương cơ. Được không? Em chép thật nhanh để thầy dạy một loại hình mới. Action. Hết. Oh my god. Được. Được của lão. Rồi, em chép thật nhanh đi để thầy dạy một loại hình mới. Cứ để các bạn chép đã nha, cứ để các bạn chép. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 3. Này, cho thầy hỏi nhỏ này. Bạn nào hiểu ví dụ 2, gõ phím 2 cho thầy phát được không? Gõ phím 2 cho thầy cái. Trong lúc thầy nghĩ ví dụ số 3. Bởi vì ví dụ 3 thầy nghĩ là thầy cho nó hơi nâng cao một chút. Ví dụ 3 này dành riêng cho lớp mình nhá. Thầy cho hơi nâng cao một chút. Bởi vì cái bài mà vào đề ấy, mày bắt đầu nhìn cảm giác là nó khó nhìn, thì nó sẽ mang hình hài của một câu như thế này. Action. À, ở đây thầy có câu ví dụ 3 như sau. Ví dụ 3. Ví dụ 3 này thầy cho hơi sâu một chút. Thầy giới thiệu một hình mới nhé. Ok, ví dụ số 3. Đây là một hình Rubik. Nó là hình lập phương đấy. À, ví dụ 3. Cho hình lập phương. Cho hình lập phương. Cho hình lập phương. A, B, C, D. Chấm. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Cho hình lập phương A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Gọi. Gọi. M, N lần lượt là trung điểm của A phẩy, B phẩy, B, C. Chứng minh rằng hình này đẹp. Góc nhìn thì nó không được ổn lắm, nhưng đây là một hình đẹp. Chứng minh rằng MN song song A phẩy B D. Chứng minh rằng
MN song song với A'BD. Ở đây thì thầy cho em một cái nốt. Thế nào là hình lập phương? Hình lập phương nó chính là khối Rubik. Hình lập phương. Hình lập phương đôi khi dạy thì mất cả một buổi. Nhưng nếu mà túm váy lại thì cần một đặc điểm là hiểu hết bài. Đó là sáu mặt là hình vuông. Hết bài. Hình lập phương nó là một khối Rubik. Và sáu mặt của hình lập phương thì nó là hình vuông. Hết. Xong. Vậy thôi hả thầy? Ừ. Hay ở đây là em cùng xem thầy vẽ hình lập phương. Dường như thầy vẽ lần đầu. Do là hình vuông, mà hình vuông thì chúng ta vẽ nó là hình bình hành. Thầy luôn vẽ cái đáy ở trên trước. Hình lập phương thì thầy vẽ nó là hình bình hành. Mà hình bình hành thì auto bề rộng 4 ô. Chả bao giờ thay đổi cả. Bình thường em vẽ hình bình hành như nào? Thì bây giờ em vẽ y hệt như thế. Và em biết không? Đây là hình vuông. Hết. Thầy vẽ cái đáy ở trên xong thì thầy hạ xuống phía dưới 8 ô. Tất cả các đỉnh nó đều rơi 8 ô. 2, 4, 6, 8. Tất cả các đỉnh thầy đều rơi 8 ô. Rơi 8 ô. Rất dễ vẽ. Bước 1, vẽ đáy trên. Mà hình vuông chúng ta vẽ là hình bình hành. Bước 2, tất cả các đỉnh rơi tròn 8 ô. Và khi các đỉnh rơi tròn 8 ô rồi thì em nối các đỉnh lại. Và đường ở trong là nét đứt. Và đây là hình lập phương. Perfect. Perfect. Em nhìn tay thầy vẽ này. Tay thầy vẽ trên một mặt phẳng siêu trơn. Và đầu là một cái bút có gắn viên bi nhỏ. B phẩy, C phẩy và D phẩy. Em nhìn thầy vẽ. Nếu đây là một tờ giấy mà để thầy đặt thước kẻ thầy vẽ, đẹp lắm. Thật. Vậy thầy vừa vẽ xong hình lập phương. Và sáu mặt của hình lập phương là hình vuông. Hình lập phương này khá là kỳ diệu. Nó có 6 mặt. 3 mặt nhìn thấy. Ở đây nó có mặt ở trên là nhìn thấy. Mặt bên phải. Và mặt đằng trước. Vậy là trên phải trước là nhìn thấy. Mặt bên trái. Mặt đằng sau. Và mặt ở đáy là không nhìn thấy. Hôm trước thì trong một câu trắc nghiệm, cái hình thứ ba, các bạn cãi nhau với thầy đó là đây cũng có thể là một hình tứ diện. A, B, C, D. Đây là hình tứ diện. Và mọi người bảo rằng nó phải là đáp án B. Bởi vì hình tứ diện khi mà nhìn ở một góc cạnh nào đấy thì cái đáy nó là một đường thẳng. Cái đáy có thể là một đường thẳng. Và chị trợ giảng, cụ thể là chị An, chị cũng bảo rằng đây là có thể là một hình tứ diện. Điều đó nói là đúng. Đúng là khi mà nhìn cái đáy nó thẳng thì cái hình tứ diện nó vẽ đúng như thế này. Nhưng cái gì nó phải có nguyên tắc của nó. Cái gì nó phải có nguyên tắc của nó. Nguyên tắc vẽ hình không gian có nghĩa là nó phải có những cái nguyên tắc riêng. Đó là ba điểm thẳng hàng. Thì khi vẽ, nó phải là ba điểm thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng khi vẽ, nó phải là ba điểm thẳng hàng. Thì ít nhất nó phải đảm bảo được cái điều đó. Nếu đây là một hình tứ diện, thì ABC nó phải là một tam giác. Mà nếu ABC là tam giác,
thì nó phải là 3 điểm không thẳng hàng. Thế thì này nó đã vi phạm cái nguyên tắc đầu tiên rồi. Nếu không có nguyên tắc đó thì hình không gian người ta thích vẽ kiểu gì cũng được. Ví dụ đây là hình lập phương. Thầy nhìn từ trên cao xuống. Điên à? Các ông vẽ thế này kệ các ông chứ. Tôi vẽ từ trên cao xuống kệ tôi. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Còn dưới cái này là gì các ông tự tưởng tượng. Kệ chứ. Thì không, lúc đó mình ngồi mình cãi thôi. Tôi để một cái hình lập phương, tôi nhìn từ trên cao xuống theo phương vuông góc. Tôi chỉ nhìn thấy đúng cái mặt ở trên. Hết. Ở góc nhìn của tôi, kệ tôi. Ở đấy. Ồ. Hết. Thế lúc đấy chả biết nói cái gì nữa. Lúc đấy chả biết nói cái gì nữa. Vậy thì nhá, thầy bảo nhá, lúc đó điểm O nó nằm trên mặt phẳng A phẩy, à điểm O nằm trên mặt phẳng A, B, C, D. Thì lúc đó điểm O mình để tra nó như này. Hoặc là điểm O không nhìn thấy. Điểm O không nhìn thấy, cái mặt phẳng này nó che mất điểm O rồi. Tôi chỉ nhìn từ trên xuống, tôi nhìn thấy mỗi cái hình vuông thôi. Nếu vậy thì cái tứ diện A, B, C, D thì làm sao cậu nhìn thấy điểm C? Cái đường BD nó che tra, nó mất điểm C rồi. Làm sao nhìn thấy điểm C? Tôi vẽ cái tam giác là tôi bảo rằng đây là tứ diện đấy. Tôi bảo tứ diện đấy. Tôi bảo tôi nhìn xong là tôi bị khuất mặt phẳng nó như đường thẳng đấy. Không được. Ok. Vậy thì cái nguyên tắc đầu tiên của hình không gian nó phải có nguyên tắc cụ thể. Đấy. Chứ không phải là tôi nhìn cái hình này tôi vẽ như thế này, kệ tôi. Nếu thế thì chịu. Thế là đoạn. Nếu thế thì người ta sẽ không bao giờ lột tả được hình không gian. Nó phải có nguyên tắc. Đấy. Nếu không hình lập phương thầy cứ vẽ như này đấy. Còn kệ cô, em nhìn theo góc nhìn của em. Cô hay nhở. Em nhìn theo góc nhìn của em. Còn lại thì cô đi một tưởng tượng chứ. Xong. Cách nói của em đúng. Nhưng khi xây dựng một môn, nó phải có nguyên tắc. Đấy. Nó phải có nguyên tắc. Thì nó mới tạo ra được một cái sân chơi được. Ok chưa? Thế nên cái hình C hôm đấy là hình sai. 3 điểm thẳng hàng và 3 điểm không thẳng hàng là nó khác nhau. Nếu ở ngoài đời mà nó là 3 điểm không thẳng hàng thì khi vẽ lên hình không gian nó phải không thẳng hàng. Em có thể vẽ xiên, em có thể vẽ vẹo, em có thể vẽ cân, tùy em, đó là góc nhìn. Nhưng nhất định phải không thẳng hàng. Ok chưa? Ok. Rồi. Hết bài. Còn ngồi và tính theo góc nhìn. Nếu mà góc nhìn thì điểm C không nhìn thấy. Bởi BD nó đã che đi cái điểm C rồi. Nhưng như thế là sai. Sai tuyệt đối. Ok chưa? Sai tuyệt đối. Ok. Rồi. Ở đây chúng ta có cái điều này. Vậy thì ở đây chúng ta có một cái hình, hình này người ta gọi là hình lập phương. Hình này thầy phát ra thầy vẽ bằng áp, đẹp lắm. Hình này mà để thầy vẽ bằng áp, đẹp lắm. Này. Ok, ở đây thầy cố tình là thầy cho em nhìn cái thao tác tay của thầy. Và thầy không dùng một công cụ gì hỗ trợ. Đấy, thầy vẽ hoàn toàn là bằng thao tác tay, bằng sự luyện tập của thầy thôi. Ok không? Đấy, còn nếu vẽ bằng áp thì thực ra bản thân thầy có sẵn rồi, vẽ phát giả. Để cho em xem cái thao tác tay thật của thầy. Ok. Đây là A phẩy BD. Điểm M là trung điểm của A phẩy B phẩy. Điểm N là trung điểm của BC. Chứng minh rằng MN song song với A phẩy BD. Đây là một câu khó. Nó thật tình mà nói thì đây là một câu khó. Lý do thứ nhất, nó là một câu khó. Bài này rất dở. Thường thì khi người ta vẽ hình xong, người ta mới điền điểm. Thì lúc đó mình vẽ cái, viết cái điểm C phẩy, mình viết dịch sang đây. Thì nó rất là đẹp. Rất hạn chế cái việc đó là trong lúc vẽ, trong là viết điểm. Thì nó hay dẫn tới những cái trường hợp kiểu như này. Tự nhiên hình nó không được nét. Đẹp thì nó phải đúng đến từng cm. Đấy, đây này. Ok. Bài này thực ra nếu mà vào bài thi nó là một bài khó.
Khó nhất là nhìn hình nhưng mà chả biết mình đang tìm kiếm cái gì. MN song song với A'BD. Vậy thì đây là cách mà thầy nghĩ về bài này. MN song song với A'BD. Thầy đang tìm kiếm một đường thuộc mặt. Ưu tiên đầu tiên là thầy lấy các cạnh. Tam giác A'BD, chúng ta có 3 cạnh. Lấy thước kẻ, đặt 3 cái cạnh này, xem nó song song với MN không. A'B thì chéo nhau rồi. A'D chéo nhau rồi. Thậm chí là BD, em đặt thước kẻ, em biết ngay. Đặt thước kẻ là em thấy ngay nó là kiểu gì nó cũng không song song. Vậy thì khi mà các cạnh tạo lên tam giác mà không thỏa mãn thì mình kẻ các đường trung tuyến. Đấy là sự khác biệt đấy. Đường trung tuyến mà kẻ từ đỉnh D thì không song song được. Đường trung tuyến mà kẻ từ đỉnh B chịu. Đây này, đường trung tuyến kẻ từ đỉnh B này. Nhưng khi em kẻ đường trung tuyến hạ từ đỉnh A thì perfect. Hình vuông thì hai đường chéo nó cũng cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Em mà để ý tỷ lệ thầy vẽ mắc của mắc. Hình vuông thì hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thầy gọi đây là O. Vậy thì khi đó A'O là một đường trung tuyến của tam giác. Thậm chí ai mà đỉnh cao thì đây là một tam giác đều. Thì các cạnh đều là đường chéo của hình vuông. Bài này hình đẹp từ tỷ lệ đến hiện tượng. Hết bài. Vậy thì thầy biến bài MN song song với A'BD trở thành bài đó là MN song song với A'O. Nếu không phải là cạnh thì nó là đường trung tuyến. Cao cấp hơn thì phải luyện tập thêm. Hai đường này chúng ta chứng minh tứ giác là hình bình hành. Rất nhanh thôi. ON là đường trung bình của tam giác ABC vì N là trung điểm, O cũng là trung điểm. ON song song và bằng một nửa AB. AB, B, phẩy, A phẩy là hình vuông. Hình vuông nó còn mạnh hơn cả hình bình hành. Hình vuông cộng với trung điểm với A phẩy M song song và bằng một nửa AB. Trong một khoảnh khắc của tính chất bắc cầu, ta có tứ giác này là hình bình hành. Bài em yên tâm đi, đây thực sự là một bài khó. Không phải ai cũng vẽ được hình lập phương nó tường minh như này. Bài này chỉ cần đổi A phẩy và A, thay đổi góc nhìn, hình nó đã khó rồi. Thật ạ, thật. Mình học là mình học được cái tư duy. Thì mọi bài đều là của em. Do, oh no, gọn. AC cắt BD tại điểm O. Do ON là đường trung bình của tam giác ABC nên ON song song và bằng một nửa AB. Oh my god. Do A, B, B phẩy, A phẩy là hình vuông mà điểm M là trung điểm của A phẩy, B phẩy. Do A, B, B phẩy, A phẩy là hình vuông mà cái điểm M thì lại là trung điểm. Vậy thì từ hai đặc điểm này mình suy ra A phẩy M song song và bằng 1/2 AB. Song song và bằng 1/2 AB. Đây là điều 1, đây là điều 2.
bằng nhau ném vào một tứ giác, không bằng nhau vuốt vào một tam giác. Góc nhìn từ 1 và 2 chúng ta suy ra ON song song và bằng A'M. Mà ON song song và bằng A'N thì suy ra tứ giác ONMA là hình bình hành. Nếu tứ giác này là hình bình hành thì mình suy ra MN song song A phải O. MN song song với A phải O. A phải O nằm trên mặt phẳng A phẩy BD. A phẩy O nằm trên mặt phẳng A phẩy BD. Từ đây thầy suy ra MN. MN song song với A phẩy BD. Thầy xin một phút của sự mở rộng. MN ở đây không chỉ song song với mặt phẳng A phẩy BD đâu. Mà ở cái hình này nếu làm trắc nghiệm thì thầy xin phép em thầy đọc cực nhanh và cực nhiều câu. MN mà song song với A phẩy O thì MN sẽ song song với mọi mặt phẳng chứa A phẩy O, miễn là không chứa MN. MN song song với mặt phẳng A C C phẩy A phẩy. Vì sao? Vì nó song song với A phẩy O. MN song song với mặt phẳng O A phẩy D. Đấy, thấy bĩa bất kỳ đấy. A phẩy là một điểm, O là một điểm. Mà để tạo ra mặt phẳng thì tôi cần 3 điểm. Tôi lấy thêm một điểm nữa là tôi bịa được một đề. Thầy lấy cha nó. Ở đây tự nhiên người yêu mình tên là Linh L. Chữ L này lấy bất kỳ chữ L lấy cha nó ở đây này. Thì MN song song với mặt phẳng A phẩy O L. Nếu tôi song song với bạn, tôi song song với mọi mặt phẳng chứa bạn, miễn là nó không chứa tôi. Bởi vì nếu bây giờ nó chứa cả bạn, chứa cả tôi thì trùng rồi, làm gì còn song song nữa. Cấu kết mới lại là câu hay. Cấu kết nó mới tạo ra một tầm nhìn mới. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa A phải O? Vô số. Trong không gian nó có vô số mặt phẳng chứa một đường thẳng. Ví dụ cái mép vở, ít nhất là có 120 trang đi qua cái mép vở, và còn nhiều hơn thế nữa. Vậy nên khi mà tôi vuông góc với bạn, khi tôi song song với bạn, thực ra tôi đã song song với một rừng mặt phẳng. Hết bài. Cảm ơn cả lớp. Mà thầy vừa dạy một bài mà thực sự cảm xúc. Mà đây là thầy dạy các em tiết đầu tiên. Ngày này năm ngoái thì thầy cũng dạy nhiều lớp khác nữa. Đấy, dạy như kiểu là ngày mai là ngày không được dạy nữa ấy. Hình nó là cuộc sống của thầy. Thật. Thầy chân thành với nó. Thầy hết lòng với nó. Vậy thầy luôn cáu gắt khi mà ai đó phũ phàng với môn hình của thầy. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ 4, 5, 6. Cả lớp cùng luyện cho thầy 4 ví dụ sau đây. Hôm nay thầy sẽ cho góc nhìn nó hơi lạ một chút.
thầy muốn cho lạ lạ một chút để xem các em lúc trình bày chứng minh thì trình bày và chứng minh nó như thế nào. Ok không? Rồi, thầy cho lạ lạ một chút để xem các bạn làm cái bài của thầy nó như thế nào. Chứ thầy không cho cái góc nhìn quen thuộc nữa. Hôm nay riêng của lớp mình thì thầy muốn cho nó lạ một chút nhá. Ví dụ số 3. Thầy viết từng ví dụ một. Hôm nay thầy không viết tất bộ nhá. Ok, ví dụ số 3. Action.